hôm nay là ngày giỗ tổ Hùng Vương, thì mình đem hai bộ đồ để xuống tặng cho hai đứa nhỏ của mình. Đâu rồi? Ủa? Tấn này mặc đồ màu. Được. Mày ra đây coi thầy Di đợi mẹ qua đây nè. Ừ. Nó đang ở phòng của thầy. Mét 27. Chưa hả? Chứ 67 nữa không? Thử coi dài chỗ nào. Ui tay vừa rồi. Thì quá quan trọng tay. Đó thấy không, vô là nó phồng lên rồi đó. Thấy chưa, nó rút lại liền, thấy chưa. Chị con mà thấy vừa. Chứ còn mà cô phồng mới xấu là ngắn ngủn cái tay lại tới đây nè. Đó thấy không, vừa. Vừa rồi, lúc đầu tôi có tưởng dài á. Xiết gì đây vô cái nào đó, nó rút lên nhẹ nó, thấy chưa. Dạ luôn. Đâu rồi? Dạ con gái điện hay ơi. Hay ảnh đi đâu? Rồi, mặc đồ đẹp đâu. Thử đi chơi. Nam ra nhận đồ đẹp. Thầy mua cho ăn đi. Cái vỏ hả? Quay khoe vô cam kìa hả? Thử đi, thử bộ xanh đi hãy. Thử bộ đỏ rồi, thử bộ xanh đi. Để nó xuống đi, chị có xạo con chứ có đi đâu. Thầy mua tới đây cho ăn. Trời mua hết hồn. Làm tù quần ra tù quần vô hả? Thử bộ xanh đi hãy chị, thử bộ đỏ. Để nó đi. 7 Phần chết in hả? Thầy, phần chết in thầy. Bộ này của Nhật thế hệ Quy toàn. Đoạn này cũng đang khó. Ừ, thấy đồ dẻo da, xạo quá trời luôn. Đúng rồi. Còn chịu banh hộp nữa. Đó, xếp vào đây. Bây giờ đổ rớt cái cọng sườn cái cha chết luôn nha. Bỏ vô nó tắm cho nó. Thì mua sườn cộng với sườn nướng với cặp sườn nữa. Rồi bỏ chén nước mắm cho nó. Bye bye con. Bye bye. Em cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy rất nhiều.